rau xoắn Spirulina Nhật Bản 2.200 viên có màu xanh lục trong tảo có nhiều giá trị dinh dưỡng rất cao. Được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận tảo Spirulina là thực phẩm chức năng tốt nhất thế kỷ 21. Hàm lượng protein có trong tảo Spirulina thuộc vào loại cao nhất hiện nay, cao gấp 3 lần thịt bò. Trong tảo Spirulina có chứa nhiều loại chất chống lão hóa như B-carotene, vitamin E, acid linoleic. Những chất này có khả năng loại bỏ các gốc tự do thông qua tác dụng chống oxy hóa, làm chậm sự lão hóa của tế bào. Đồng thời sắt, canxi có nhiều trong tảo vừa dễ hấp thụ vừa có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp ở người già như thiếu máu, xấp xương. Các nhà khoa học người Nhật nghiên cứu cho rằng người trung niên và người già dùng tảo Spirulina và chịu khó vận động là bí quyết trường thọ của con người. Ý nghĩa bảo vệ sức khỏe của tảo Spirulina là ở chỗ sau khi dùng, tất cả các loại dinh dưỡng mà cơ thể cần đều được bổ sung cùng một lúc, có lợi cho việc trao đổi chất, đồng hóa tổ chức, tăng cường sức đề kháng, từ đó đạt được mục đích phòng chống bệnh tật và thúc đẩy phục hồi sức khỏe. Ở Nhật Bản, người già không coi tảo Spirulina không phải một biện pháp bảo vệ sức khỏe tạm thời mà là để bảo vệ sức khỏe lâu dài, để hạn chế chi phí thuốc men và viện phí. Công dụng của tảo xoắn Spirulina. Tảo xoắn Spirulina có chứa các axit amin cần thiết như lysine, THROLEONIN rất quan trọng cho trẻ, đặc biệt là trẻ thiếu sữa mẹ, và cũng là nguồn bổ sung dinh dưỡng rất tốt cho trẻ lười ăn. Sản phẩm chống suy dinh dưỡng rất tốt cho trẻ em, người già và một số đối tượng khác như người bệnh sau phẫu thuật, thiểu năng dinh dưỡng. Có thể dùng tảo Spirulina trộn với mật ong loại tốt hoặc lòng trắng trứng gà ta để làm dưỡng da rất hiệu quả. Có thể dùng tảo Spirulina hỗ trợ trong điều trị bệnh viêm gan, suy gan, bệnh nhân bị cholesterol máu cao và viêm da lan tỏa, bệnh tiểu đường, rết dạ dày tá tràng và suy yếu hoặc viêm tụy, bệnh đục thủy tinh thể và suy giảm thị lực, bệnh rụng tóc. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh tảo Spirulina làm tăng sức đề kháng với nghịch cảnh và tăng sức dẻo dai trong vận động. Với liều dùng vừa phải, Spirulina làm cân bằng dinh dưỡng, tổng hợp các chất nội sinh, tăng hormone và điều hòa sinh lý, khiến cho người đàn ông có một sức mạnh tự nhiên, bền vững. Khi dùng Spirulina, các hoạt chất của nó sẽ điều hòa hormone, làm cân bằng cơ thể, khiến người phụ nữ trở nên ướt át hơn, cơ thể sẽ trẻ ra, biểu hiện rõ nhất trên làn da. Ngoài ra, tảo Spirulina có những tác dụng đã và đang được các nhà khoa học nghiên cứu như tác dụng kích thích tế bào tủy xương, hồi phục chức năng tạo máu, chức năng giảm mỡ máu, giảm huyết áp, dưỡng da, làm đẹp. Cách sử dụng: từ 3 đến 5 viên tảo xoắn Spirulina một ngày đối với trẻ dưới 5 tuổi, 10 đến 20 viên tảo xoắn Spirulina một ngày với trẻ trên 5 tuổi. Người lớn dùng từ 40 viên tảo xoắn Spirulina trở lên một ngày, thời gian đầu nên sử dụng khoảng 10 năm để thích nghi hàm lượng chất xơ. Xuất xứ: Japan. Thương hiệu: Anh ghế.